Hello, xin chào các bạn. Mình là Trường đến từ Adam Music. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái clip, những cái kiến thức về sản xuất âm nhạc. Nhưng mà trong clip này á, mình sẽ không có nói về việc mixing hoặc là mastering hoặc là chỉnh sửa âm thanh đâu các bạn. Mà hôm nay mình sẽ làm một cái chủ clip nói về cái việc review và giới thiệu những cái VSTI, những cái instrument hoặc là những cái nhạc cụ mà nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc phối khí. Mà theo cái quan điểm của mình á, là mình cảm thấy nó khá tốt. Thì trong clip đầu tiên á, mình sẽ review, mình sẽ chia sẻ giới thiệu các bạn một cái bộ trống mà mình rất là hay xài. Đó là Stereo Drummer. Đó, thì cái bộ trống này là một trong những bộ trống mà mình xài hầu hết trong tất cả các bài hát luôn các bạn. Đặc biệt là những cái bài mà nó xài những bộ trống jazz. Thì các bạn có thể nhìn qua giao diện của nó rất là đẹp, một màu đỏ rất là đẹp ha. Và nhà sản xuất người ta cho chúng ta đầy đủ những cái element của một cái bộ trống, kick, snare, tom, cymbal, hi-hat, và ngoài ra người ta còn cho mình cả về percussion nữa ha. Thì ở dưới này á, là sẽ là những cái bốn cái tab mà nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc thao tác trên phần mềm này. Thì đầu tiên á, cái tab đầu tiên là mixer. Mixer các bạn nghe tên cũng biết rồi ha. Thì nhà sản xuất người ta cho mình những cái công cụ, những cái công cụ để chúng ta có thể mix trực tiếp những cái sao tiếng ở trên này. Đó, ví dụ mình chọn snare đi. Mà thì mình sẽ có nhà sản xuất người ta cho mình thứ nhất là EQ nè. Cái thứ hai là transient. Cái thứ ba là compressor và cái thứ tư là tape. Đó. Thì giả sử như các bạn muốn mix cái nào á, thì các bạn chỉ cần click vào cái đó và các bạn sẽ chỉnh EQ ngay trên cái phần mềm luôn, chứ mình cũng không cần mình phải chỉnh ở trên trên cái đo đâu các bạn. Thì nó sẽ làm cho mình thao tác rất là nhanh ha. Và các bạn có thể review được cái tiếng của mình trong cái bảng phối ngay trên trực tiếp bằng phần mềm này luôn, chứ không cần phải là đánh xong hết xong rồi chờ sau này mới bắt đầu mình mix. Thì lúc đó nó và sẽ có nhiều cái trường hợp khi mà mình đánh xong hết rồi và sau đó mình mix nó rất là khó hoặc là nó ra không đúng với sao tiếng của mình. Cho nên là các bạn có thể mix trực tiếp ở trên này và review được cái sao tiếng của mình ở trên này luôn khi mà các bạn phối khí. Đó, nó rất là nhiều chức năng ha. EQ, transient, compressor và tape. Đó, cái thứ hai á là kick. Cái này thì nãy mình nói rồi ha. Kick này á, các bạn sẽ lưu ý cho mình hai cái. Thứ nhất là mixer này, thì nhà sản xuất người ta cho mình những cái preset về những cái thể loại nhạc khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình đánh một cái bài funky đi ha, thì mình sẽ chọn cái kiểu mix là funk, tiếng sẽ rất là nảy ha. Nhưng mà giả sử mình muốn đánh một cái bài ballad đi, tiếng nó sẽ êm hơn. Hard rock thì tiếng nó sẽ nghe chát hơn. Đó, thì khi mà các bạn đánh một cái thể loại nhạc nào đó thì các bạn có thể chọn cái phần mixer này để mà nó phù hợp với thể loại của mình, mà mình không có mất nhiều thời gian để mình căn chỉnh tiếng luôn các bạn. Và nó rất là hay. Và tiếp theo á, ở bên này á là người ta sẽ cho mình những cái gọi là những cái groove, những cái gọi là cái lớp trống có sẵn đó các bạn. Giả sử như là ví dụ như mình đi, cái thời gian đầu khi mà mình bắt đầu mình đánh trống, mình không thể đánh được bằng tay, bằng trên MIDI đâu. Cho nên là mình phải kéo những cái lớp trống này. Nhà sản xuất người ta cho những cái lớp có sẵn để mà kết hợp các bạn vào này nè. Groove nè các bạn. Và mình ví dụ ha, ví dụ mình người ta cho mình cái lớp này. Mình kéo tempo này xuống. Đây. Đó, thì người ta cho mình những cái lớp trống có sẵn. Và khi mà các bạn thấy nó phù hợp, các bạn chỉ cần cầm cái lớp trống này các bạn kéo vào là xong, là mình có cái lớp. Và ngoài ra người ta còn cho mình những câu fill nữa các bạn, chứ không phải lớp trống không. Những câu fill rất là hay. Đó, thì mình cũng kéo vào. Kéo đúng ô ha. Rồi.
Và bây giờ mình đã có một cái lớp trống rồi. Đó, rất là nhanh. Thì cái chức năng này á, là một cái chức năng mà nó khá tốt. Ngoài cái studio room thì mình thấy những cái hãng lớn người ta đều có những cái đều có cái lớp trống có sẵn này. Ví dụ là ở Artistic Room cũng có rất là nhiều cái lớp trống có sẵn. Thì trong trường hợp mà các bạn ví dụ như là mình làm theo kiểu mình bào cho nhanh hoặc là mì ăn liền hoặc là mình không có nhiều thời gian để mình làm cho đánh trực tiếp á, thì các bạn có thể dùng cái lớp trống này để chữa cháy được. Hoặc là trong những cái trường hợp các bạn muốn làm demo chẳng hạn, hoặc là có được một cái nhạc nền để sáng tác chẳng hạn, rất là nhiều cái mục đích khác nhau, thì các bạn có thể dùng những cái lớp trống này để mà mình làm sẵn. Và sau đó khi mà các bạn ok rồi, các bạn làm kỹ hết rồi, nói chung là xong hết rồi, thì các bạn có thể edit trực tiếp trên cái lớp trống này luôn, nó sẽ rất là nhanh đó. Còn trong option này nó có một cái chức năng đó là chuyển cái bộ nốt các bạn. Giả sử như là nhiều người đi, khi người ta đánh một cái bộ trống đi, người ta sẽ đánh kick và snare bằng cái tay trái này đó, người ta sẽ đánh bằng tay trái, nhưng mà mình bị trái tay, mình không có đánh bằng tay trái được mà mình sẽ phải đánh bằng tay phải. Cho nên là thay vì mình đánh như thế này, bạn thấy là cái nốt đồ ở dưới nè là mình đang đánh tay trái các bạn, thì bây giờ mình phải chuyển lại thành hai nốt này, kick snare, kick snare. Nhưng mà snare này các bạn không phải tiếng snare bình thường ha, thì lúc này mình phải chuyển cái tiếng snare, cái nốt mi này thành tiếng snare, thì mình sẽ click vào này để mà đánh vào, nó sẽ chọn cho mình và mình chọn qua chế độ snare. Đó, lúc này mình đã đổi tiếng cái nốt mi thành snare rồi. Cũng như vậy khi mình muốn đổi tiếng này thành tiếng tum đi ha, các bạn phải kích hoạt cái chức năng này lên nha, để mà nó đổi qua cái nốt mà các bạn cần, bằng bằng cách là các bạn chỉ cần đánh vào cái nốt đó thôi, chọn tum là trên. Các bạn thấy bây giờ nó đã đổi tiếng tum rồi đó. Và khi mà các bạn setup sẵn một cái dãy nốt các bạn xong rồi á, các bạn lưu lại để mà dành cho những cái lần sau sử dụng, rất là tiện ha. Đó, thì cái phần Stereo Drummer nó có những cái đặc điểm chính như vậy. Ngoài ra thì nó còn cho các bạn có thể tune được cái bộ trống của các bạn nè, cho các bạn tinh chỉnh được cái reverb hoặc là cái micro overhead đó, attack hoặc là hold hoặc là decay của cái tiếng trống chẳng hạn, rất là hay các bạn. Đó, thì ở trong Stereo Drummer này người ta cho mình tới ba cái bộ trống riêng, có nghĩa là Great Great Kick nè, Section Kick nè và Stardom Kick. Mà thì mình đang xài là Section Kicks. Section Kick bây giờ mình có thể mình chuyển qua Stardom Kick thử ha. À, chờ tí nó chạy. Đó, các bạn thấy không, như cái tên á, Stadium á là sân vận động á, các bạn thấy cái bộ trống người ta mix rất là rộng để mà nó hợp với những cái bài hát mà muốn nghe cảm giác ở sân vận động của các bạn đó. Thì tính ra trong Stereo Drummer này người ta cho mình tới ba bộ trống là Great Kick nè, Section và Stadium, cho nên là các bạn chỉ cần cái bộ trống này thôi là các bạn sẽ làm được đầy đủ hầu hết những cái bài hát rồi, mà các bạn sẽ không cần thêm những bộ trống khác đâu các bạn. Đó, thì nói chung những cái chức năng này nó cũng y chang như cái Section Kick hồi nãy của mình thôi, cũng không khác gì. Thì hôm nay mình đã review xong cái bộ Stereo Drummer. Thì nếu mà các bạn có những cái thắc mắc hoặc là có những cái phần mềm nào mà các bạn cần review á, các bạn có thể inbox hoặc là comment ha, thì mình sẽ cố gắng mình kiếm cái phần mềm đó mình để mà mình có thể review cho các bạn. Nếu chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những cái clip sau. Cảm ơn các bạn.